Em xin chào tới cô và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu về sản phẩm của mình có tên là dự án web giá vàng. Thì trong web của em có 3 phần. Một là số liệu thống kê, hai là biểu đồ giá vàng qua các năm, và cuối cùng là một số tin tức về giá vàng. Ở phần số liệu thống kê, ta có SJC Hà Nội, SJC Hồ Chí Minh, Doji Hà Nội, Doji Hồ Chí Minh và Thế Giới. Biểu đồ giá vàng qua các năm thì ta có đơn vị đồng bao nhiêu đồng một lượng, thì ở đây có từ năm 2005 cho đến 2022. Ở phần tin tức về giá vàng, chúng ta có những phần tin tức giá vàng được cập nhật từ trang web VN Express. Ở phần code của em thấy hay nhất chính là cái phần biểu đồ giá vàng, bởi vì em đã cập nhật được tất cả giá mua và giá bán từ năm 2005 đến 2022. Và em cũng đã thay phần phần code của em cũng đã thay phần code của trong của file web giá vàng. Ở phần này, và đây nữa, ở phần trình bày của em đây là kết thúc. Em mời thầy cô và các bạn cùng nhận xét. Rồi, Minh Đạt sẽ bổ sung với thầy cái phần con sẽ bổ sung và phát triển thêm những cái chức năng gì cho tương lai trong cái sản phẩm này trong tương lai. Trong tương lai là trong tương lai em hy vọng là em có thể cập nhật được được cái bảng giá vàng này một cách tự động, và mình không cần phải nhập bằng tay nữa. Trong quá trình thực hiện thì mình đã có thấy khó khăn gì Cái phần của khó khăn chính là cái phần này, bởi vì lúc đấy em làm thân sách nên nó bị lỗi ạ. không? Ok, thì mời bạn Xuân Hưng nhận xét bài làm cho Minh Đạt nhé. Bài của bạn ấy có đầy đủ thông tin rồi, bạn ấy thuyết trình to rõ ràng. Không có ý điểm sân hơn. Còn không À, Quang Tùng nhận xét về làm cái bản nhé. Quang Tùng. thầy là con bạn ấy vẫn chưa nói là phần thông tin là gì đâu, với cả phần biểu đồ, với cả cộng thêm phần thôi, với cả ở phần thông tin, phần hình ảnh. Và bạn ý làm bài khá là được. Ở phần biểu đồ bạn ý có cập nhật đúng biểu đồ từ năm 2005 đến năm 2022. Bà làm bạn ý bạn ý nói to rõ ràng, nhưng mà bạn ý ra server đâu. Thế là... Cảm ơn bạn Quang Tùng. Minh Đạt có thể nói sâu hơn một chút nhé về cái phần tin tức, thì con tìm kiếm thông tin như thế nào và hiển thị thông tin cái phần tin tức lên cái server của con như thế nào. Về số liệu thống kê thì em lấy từ trong web Vietnamnet giá vàng. Tiếp theo, em lưu dữ liệu về và in dữ liệu ra ở ở cái phần ở ở những cái ở những cái phần này. Rồi, ok, phần tin tức cơ. Đây là phần bảng giá vàng, đúng không? Để con nói cho thầy cái phần tin tức nha. Phần tin tức thì em cập nhật từ điển giá vàng này, danh sách tin tức. Anh còn nhớ danh sách tin tức. Tiếp theo, em cập nhật tiêu đề, em cập nhật ảnh, em cập nhật nội dung.
và cuối cùng là em cho vào một cái tên là từ điển tin tức, và cuối cùng em in dữ liệu là danh sách tin tức ở đây. Ok, cảm ơn bạn Minh Đạt. Thì thấy nhận xét bài làm cho Minh Đạt. Và đầu tiên thì rất là ghi nhận là bạn Minh Đạt cũng có một cái cách thuyết trình mà khá là trôi chảy, đúng không? Đấy, nói khá là tốt, đúng không ạ? Sản phẩm thì cũng đầy đủ cái chức năng giống như thầy đã truyền đọc. Ngoài ra thì Minh Đạt có một cái phần sáng tạo hơn, đấy là đưa cái chữ Việt Nam đồng trên một lượng vào trong trang web giá vàng.